siêu thị Vinmart nằm trên đường Đại La, quận Hai Bà Trưng những ngày cuối năm đông khách. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid hiệu quả, siêu thị này đã có những bảng khuyến cáo đến khách hàng về những quy định trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời yêu cầu tất cả các nhân viên, khách hàng phải thực hiện các biện pháp bắt buộc như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào siêu thị và thực hiện các biện pháp giãn cách khi thanh toán. Những quy định bắt buộc này dù đôi khi là mất thêm thời gian của khách, nhưng họ đều tỏ ra hài lòng. Mình thấy bên siêu thị này làm về công tác phòng dịch rất là tốt, rất là chu đáo. Kể cả trước khi bùng phát dịch này thì mọi ngày vẫn thấy là có nước sát khuẩn và nhân viên đứng kiểm tra khẩu trang mỗi ngày. Thì bao giờ cũng có nhân viên của siêu thị đứng từ ở ngoài nhắc nhở mọi người là phải có khẩu trang, nếu không có khẩu trang là không cho vào. Xong rồi vào đến cửa thì là có nước xịt sát khuẩn rửa tay ở ngay phía ngoài, mọi người tất cả đều phải chấp hành mới được vào. Vào đầu năm 2020, Hà Nội đã trải qua những đợt giãn cách xã hội do dịch Covid-19. Và nay khi dịch quay trở lại, vì vậy người dân đều nâng cao cảnh giác thực hiện các quy định của chính phủ, ngành y tế cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là việc đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập, tiếp xúc nơi đông người. Đeo khẩu trang đúng cách. Thường xuyên phải đeo khẩu trang ra ngoài để không ngồi tập trung, không đông người. Có rửa tay sạch sẽ đi về là phải rửa tay rửa chân. Nói chung là mình phải có ý thức về bảo quản mình, thứ nhất là bảo quản mình trong quần chúng, mọi người đều an toàn. Nếu như mọi năm, cửa hàng hoa này của chị Phùng Thị Thảo ở số 421 đường Giải Phóng, phường Vương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội vào những ngày giáp Tết thường rất đông khách đến xem và mua hoa trực tiếp, thì nay chị đã phải chuyển sang bán online. Còn những khách đến mua trực tiếp tại đây đều được chị Thảo phát khẩu trang và thực hiện các biện pháp sát khuẩn. Theo chị Thảo, việc bán online, sức mua có giảm, đồng nghĩa với doanh thu giảm, nhưng là biện pháp tốt nhất trong thời điểm hiện nay để thực hiện công tác phòng chống dịch. Hà Nội hiện nay đã xuất hiện những ca nhiễm Covid-19. Việc làm lúc này của tất cả mọi người dân là phải tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng để đẩy lùi dịch bệnh một cách nhanh nhất, đón một mùa xuân an toàn, ấm áp.